So với các loại như hến, tôm đồng, cua đồng, thịt lươn là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhất. Vì thế, lươn luôn được lựa chọn là thức ăn bồi bổ cho người bệnh, người già và trẻ nhỏ. Trên thế giới, ngoài việc được xếp vào hạng sơn hào hải vị dành riêng cho thượng khách, cho các vị nguyên thủ quốc gia, thì lươn còn là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Do giá trị về dinh dưỡng và giá trị kinh tế, lươn đồng càng ngày càng bị đánh bắt nhiều, dẫn đến rất hiếm. Nắm bắt được tâm lý của nhiều bà nội trợ, đã có hàng loạt lươn nuôi được gắn mác lươn đồng chính hiệu, gây ra hoang mang cho người mua. Vì nhìn qua, lươn đồng và lươn nuôi rất giống nhau, nên việc phân biệt hai loại lươn này rất khó. Chỉ khi ăn vào, ta mới có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, cũng có những đặc điểm riêng mà chúng ta có thể nhận định được đâu là lươn đồng và đâu là lươn nuôi. Theo bảng thành phần thức ăn của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100g thịt lươn đồng có 18,7g chất đạm, 0,9g chất béo, 150mg phốt pho, 39mg canxi, 1,6mg sắt, vitamin A, D và các vitamin B1, B2, B6, PP. Còn theo Đông y, thịt lươn tính cam ôn, bổ kinh tỷ vị, công năng chủ trị, bổ hư tồn, khu phong trừ thấp, cương kiện gần cốt. Người Nhật tôn vinh lươn đến mức gọi lươn là sâm dưới nước vì thịt lươn có nhiều vitamin A. Đến 5.000 đơn vị UI trên 100g lươn so với 40 đơn vị UI trên 100g thịt bò. Thịt lươn cũng có nhiều DHA nên thường được dùng để chế biến món ăn cho các võ sĩ sumo, quyền Anh. Với đặc tính bổ dưỡng và sinh khí huyết, máu lươn có tác dụng tăng cường dương khí, giúp lưu thông máu huyết, trị được chứng khô miệng, đau nhức trong tai và tăng cường khả năng tình dục. Đã phân tích dựa hai cái loại lươn á, cái lươn đồng và lươn nuôi. Lươn đồng á thì nó được tự do hơn, nó ăn được nhiều cái tạp chất hơn và nó lại đổi được chỗ này sang chỗ khác, thời tiết hơn, nó tự do thì nó đã có nhiều cái chất hơn để lươn nuôi, hơn lươn nuôi. Còn lươn nuôi á thì ta nuôi trong bể thì nó ở được một cái khoảng cách nào đó là ở trong bể, và thứ hai là thức ăn cho nó ăn á thì được có 1-2 loại để cho nó ăn, thì nó không có tạp chất bằng cái lươn đồng. Cho nên lươn đồng nó có tính chất hơn, bổ hơn, tốt hơn của lươn nuôi. Thoạt nhìn, lươn đồng và lươn nuôi rất giống nhau, khó mà có thể phân biệt được. Tuy nhiên, người mua cần tinh ý và dựa vào một số đặc điểm để có thể nhận biết được lươn đồng và lươn nuôi. Chào quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách phân biệt giữa lươn đồng và lươn nuôi. Thì như chúng ta đã biết là món lươn là đặc sản của Nghệ An, lươn nó xuất hiện nhiều ở các vùng như Yên Thành, Quỳnh Lưu và Hưng Nguyên. Và như chúng ta đã biết thì nhìn sơ qua thì con lươn đồng và lươn nuôi nó không khác nhau gì cho mấy. Cho nên cả ba nội trợ phải cân lưu ý để phân biệt được giữa lươn đồng và lươn nuôi. Thì lươn đồng thì mình nó nhỏ hơn lươn nuôi và nó có màu vàng. Mình nó dài, đuôi nó dài.
Còn lươn nuôi thì nó có màu đen hơn, đen sẫm hơn, không được vàng như lươn đồng. Và mình nó cũng ngắn hơn. Giữa lươn đồng và lươn nuôi thì lươn đồng nó sẽ có nhiều nhợt hơn so với lươn nuôi. Còn khi chế biến và nấu thì lươn đồng nó sẽ có mùi thơm hơn, thịt nó sẽ dai hơn so với lươn nuôi. Khi chúng ta nấu chế biến món lươn thì chúng ta sẽ nhận biết được là còn lươn đồng thì chúng ta, ví dụ như món xào thì chúng ta khi xào sắn lên, lươn lên thì lươn đồng nó sẽ có màu vàng hơn, nhìn hấp dẫn hơn, còn lươn nuôi thì nó sẽ màu đen, không được vàng óng như lươn đồng ạ. Tôi thường xuyên đi chợ là mua lươn thay đổi bữa ăn cho gia đình, thì tôi nhận biết được là còn lươn đồng và còn lươn nuôi. Còn lươn đuôi thì mình hẳn là ngắn hơn, đuôi hẳn không được dài như lươn đồng. Còn có lươn đồng thì người thon mà dài đuôi. Có thể khi ta chế biến nấu lên thì con lươn đồng nó thơm thịt hơn, còn là con lươn đuôi thì hẳn không được thơm bằng con lươn đồng. Lươn là món ăn đặc sản của người Việt Nam. Ở Nam Bộ có nhiều phương thức chế biến, từ đơn giản đến cầu kỳ như lươn xào lăn, lươn xé phay, lẩu lươn. Tại miền Bắc, món ăn nổi tiếng nhất có lẽ là miến lươn. Còn ở miền Trung, món ăn đặc biệt nhất đó chính là lươn om chuối đậu. Món lươn om chuối đậu chế biến rất đơn giản, nguyên liệu chế biến gồm có lươn tươi, chuối xanh, đậu phụ, hành tăm, hạt tiêu, mì chính, ớt tươi, nước mắm, hèm chua, ruốc và lá lốt. Lươn làm sạch, cắt khúc khoảng 3-4cm, ướp với một chút gia vị như nước mắm, mì chính. Tiếp đến phi thơm hành tăm, rồi cho lươn vào đảo đều, thêm một ít hạt nêm, hạt tiêu. Đến khi lươn chín, cho vào nồi đất, sau đó cho chuối, đậu phụ đã rán, rải lên trên. Thêm hèm chua, ruốc và ớt tươi. Nấu khoảng 20 phút cho lươn chín đều. Cuối cùng, cho thêm lá lốt đã cắt nhỏ. Mùi thơm của lươn hòa quyện cùng với chút béo béo của đậu phụ cùng một chút vị bùi của chuối xanh tạo thành một món ăn ngon tuyệt vời. Lươn đồng thường chui rúc dưới ao bùn, sinh lầy, nước đục. So với các loại như hến, tôm đồng, cua đồng, thịt lươn là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhất. Vì thế, lươn luôn được lựa chọn là thức ăn bồi bổ cho người bệnh, người già và trẻ nhỏ. Trên thế giới, ngoài việc được xếp vào hạng sơn hào hải vị dành riêng cho thượng khách, cho các vị nguyên thủ quốc gia, thì lươn còn là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Do giá trị về dinh dưỡng và giá trị kinh tế, lươn đồng càng ngày càng bị đánh bắt nhiều, dẫn đến rất hiếm.
lươn đẹp. Nhưng mà ví dụ mình là người nuôi lươn thì mình vẫn biết. Cái lươn thì vẫn được quyền thì áo đấy với này. Nắm bắt được tâm lý của nhiều bà nội trợ, đã có hàng loạt lươn nuôi được gắn mác lươn đồng chính hiệu, gây ra hoang mang cho người mua. Vì nhìn qua, lươn đồng và lươn nuôi rất giống nhau, nên việc phân biệt hai loại lươn này rất khó. Chỉ khi ăn vào, ta mới có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, cũng có những đặc điểm riêng mà chúng ta có thể nhận định được đâu là lươn đồng và đâu là lươn nuôi. Theo bảng thành phần thức ăn của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100 gram thịt lươn đồng có 18,7 gram chất đạm, 0,9 gram chất béo, 150 mg phốt pho, 39 mg canxi, 1,6 mg sắt, vitamin A, D và các vitamin B1, B2, B6, PP. Còn theo Đông y, thịt lươn tính cam ôn, bổ kinh tỷ vị, công năng chủ trị, bổ hư tồn, khu phong trừ thấp, cương kiện gần cốt. Người Nhật tôn vinh lươn đến mức gọi lươn là sâm dưới nước vì thịt lươn có nhiều vitamin A. Đến 5.000 đơn vị UI trên 100 gram lươn so với 40 đơn vị UI trên 100 gram thịt bò. Thịt lươn cũng có nhiều DHA nên thường được dùng để chế biến món ăn cho các võ sĩ sumo, quyền Anh. Với đặc tính bổ dưỡng và sinh khí huyết, máu lươn có tác dụng tăng cường dương khí, giúp lưu thông máu huyết, trị được chứng khô miệng, đau nhức trong tai và tăng cường khả năng tình dục.